Tại hội nghị công an toàn quốc ngày 15 tháng Giêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, lực lượng an ninh Việt Nam phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, theo video trên YouTube của Truyền hình Nhân dân. Phát biểu của ông Trọng được đưa ra giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam gây chú ý qua vụ xét xử cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Trong bài phát biểu dài hơn 4.600 từ, ông Trọng liên tục đề cập tới vai trò chỉ đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng. Ông nhắc lực lượng công an là phải khắc sâu tâm trí và thực hiện cho bằng được chân lý còn Đảng còn mình. Ông cũng đề cập tới việc sắp xếp tổ chức bộ máy công an, một chỉ dấu mà tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà nghiên cứu chính trị thời sự tại Việt Nam nhận định rằng báo hiệu những đảo lộn lớn về mặt nhân sự tại Bộ Công an trong năm 2018. Những nhân sự mà do ông Nguyễn Tân Tụ bố trí trong Bộ Công an trước đây có lẽ là một thành phần quan trọng mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhắm tới trong cái việc mà cải tổ Bộ Công an hay là sắp xếp lại Bộ Công an. Tháng 9 2016, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương. Cho tới nay, theo nhận định của tiến sĩ Dũng, ông Trọng đã bắt đầu nắm được Bộ Công an và chứng minh rõ ràng nhất là vụ điều binh khiển tướng bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Vụ án ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng, theo nhận định của giới quan sát quốc tế, là một cuộc đấu đá nội bộ, trong đó phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đối tượng bị nhắm tới. Thưa quý vị, vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ Phan Văn Anh Vũ xảy ra cùng một thời điểm đã mang lại sự so sánh khá là kỳ thú. Một sự giống nhau ở đây đó là Trịnh Xuân Thanh chỉ trích đích danh Nguyễn Phú Trọng, trong khi đó Phan Văn Anh Vũ chỉ trích đích danh Nguyễn Xuân Phúc. Cả hai đều phải bỏ trốn trước kẻ thù hùng mạnh và quyền lực. Để được Trịnh Xuân Thanh trở về Hà Nội ra tòa để xét xử, thỏa lòng của Nguyễn Phú Trọng, thì một chiến dịch bắt cóc đã được thực hiện từ Bộ Công an do tướng Đường Minh Hưng thực hiện. Và vụ bắt cóc này đã trở thành một vụ khủng hoảng ngoại giao chưa từng có, khiến cho Việt Nam rất bị mất uy tín trên chính trường của quốc tế. Điều khôi hài hơn đó là khi mà mang Trịnh Xuân Thanh ra xét xử, sự việc chỉ liên quan đến có vài tỷ đồng, thay vì như lời cáo buộc là hàng ngàn tỷ, mà bằng chứng thì chưa rõ ràng. Vụ đưa Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về theo ý định của Nguyễn Xuân Phúc đã được Phúc thực hiện một cách êm đẹp. Phúc đã ký hợp đồng có lợi cho nhà đầu tư của Singapore ở Huế và đổi lại việc Singapore đưa Vũ trở lại Việt Nam. Và những trợ thủ giúp Phúc đạt được mưu đồ này, đó là những tướng lãnh trong công an, quân đội đều làm gọn ghẽ và kín đáo, không để lại một dấu vết gì sự can thiệp của Việt Nam. Và qua vụ sắp đặt với lại Singapore đưa Vũ về, người ta có thể thấy Phúc đã quy tụ được rất nhiều sự ủng hộ trong bộ máy Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nước Đức và Singapore là hai quốc gia hoàn toàn khác nhau, nước Đức là nước không thể mặc cả nếu hành động đó là trái pháp luật. Còn với lại Singapore thì điều gì cũng có thể nếu như trả giá tốt. Tuy nhiên dù sao thì người ta vẫn khen Nguyễn Xuân Phúc là giải quyết êm ái, hiệu quả hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Đúng như nhận định ở bài trước, nếu Phúc sắp đặt ở Singapore đưa Vũ về như vậy, thì Nguyễn Phú Trọng sẽ bị mất mặt vì cách đưa Trịnh Xuân Thanh về và Nguyễn Xuân Phúc sẽ được sự tín nhiệm rất cao trong nội bộ của Đảng. Quả đúng sự thật diễn ra như vậy. Sau khi Singapore ép buộc Vũ về, người ta thấy Nguyễn Phú Trọng mất tích trên báo chí. Thay vào đó, người ta thấy trên báo chí Nguyễn Xuân Phúc mặt mũi ngông nghênh, đắc chí và đầy vẻ ngạo mạn. Phúc gặp mặt Trận Tổ quốc đều đích danh tên Vũ Nhôm, hiểu rằng Vũ Nhôm là một kẻ đã chỉ trích Phúc và Phúc đã trừng phạt để răn đe các đối tượng khác không tuân phục Phúc. Ngày 12 tháng Giêng 2018, Quân ủy Trung ương đã tổ chức gặp cán bộ lão thành. Mọi khi, việc gặp cán bộ lão thành này đều do ông Trọng đảm trách. Trọng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Tuy nhiên, buổi gặp có ý nghĩa quan trọng thể hiện vai trò người đứng đầu Quân ủy này thì lại không có mặt Trọng. Người đứng ra thay mặt Quân ủy đó là Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Trước đó, Nguyễn Xuân Phúc đứng chủ trì buổi ra mắt của Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng và tất cả lãnh đạo của Bộ Quốc phòng đều có mặt buổi ra mắt này và thể hiện sự phục tòng tuyệt đối với lại Nguyễn Xuân Phúc. Việc nắm được Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng có nghĩa là Nguyễn Xuân Phúc đang dần tới nắm tuyệt đối quyền lực thứ tư là truyền thông. Tuy không phải là nhà lý luận, báo chí như là Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà việc sử dụng truyền thông lại là điểm mạnh của Nguyễn Xuân Phúc từ trước tới nay.
và Phúc đã biết mua chuộc báo chí để tấn công đối thủ từ khi còn là Phó Thanh tra Chính phủ cho đến nay làm Thủ tướng. Và đích thân Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và An ninh Văn hóa, An ninh điều tra để xử các nhà báo có tư tưởng không thuần phục Phúc. Vào ngày 10 tháng Giêng 2018, Phúc tiếp Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường ở tại Cambodia và đưa ra những đề nghị hợp tác như chính Phúc là người có quyền quyết định tất thảy mọi việc ở Việt Nam hiện nay. Và tiếp đó hôm sau thì Phúc gặp gỡ với lại cựu Ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ và ngạo mạn sẽ trả lời những đề nghị hợp tác của John Kerry sau khi xem xét. Thưa quý vị, nghệ thuật thâu tóm đàn em và bắt mối đối với lại các phe phái của Phúc đã đạt được đến đỉnh cao. Nhờ kỹ năng này, một người soàn soàn như là Phúc nhanh chóng leo đến chức thủ tướng như là ngày hôm nay. Trong khi nhiều nhân vật có khả năng điều hành kinh tế hơn Phúc, làm phó thủ tướng trước Phúc đã phải ngậm ngùi nhìn Phúc ngoi lên làm thủ tướng. Và tất cả những người như là Vương Đình Huệ, Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải, v.v. đều xuất sắc hơn Phúc về mặt am hiểu kinh tế. Nhưng họ đều thua Phúc ở chỗ là mối quan hệ bắt mối để có thể leo lên. Và Phúc là hiện thân của loại lãnh đạo, tài năng có hạn, thủ đoạn có thừa. Tận dụng sự ô nhục của Nguyễn Phú Trọng trong vụ bắt cóc và xét xử Trịnh Xuân Thanh và thành công của mình đưa được Phan Văn Anh Vũ về, thì Nguyễn Xuân Phúc hoạt động dồn dập để có thể phát huy ưu thế đang có và đẩy lùi ảnh hưởng của Nguyễn Phú Trọng. Một sự đáng chú ý đó là Phúc đã thiết lập được mối quan hệ với những người trước kia không thuộc phe phái của Phúc, đó là Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Văn Bình, Bình Rùi và Vũ Đức Đam. Và dường như Phúc đã chuẩn bị xong lực lượng để hạ bệ Nguyễn Phú Trọng. Điều này không có gì ngạc nhiên, đó là việc trước sau Phúc cũng sẽ làm mà thôi. Sau ngày 29 tháng 12 năm 2017 cho đến nay, trái với cường độ tung hoành trên chính trường ở mọi nơi, mọi chỗ của Nguyễn Xuân Phúc, người ta thấy biệt tâm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bộ sầu của ông như là Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính v.v. cũng như tin tức về đoàn thanh tra của Ban Bí thư do Nguyễn Văn Nên cầm đầu đi thanh tra các hoạt động của chính phủ cũng đã bị biệt tâm hơi. Có lẽ giờ đây, Nguyễn Phú Trọng đang âm thầm ngồi trong căn nhà số 5 Thuyền Quang để đọc tờ đề nghị của các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, Cách mạng Lão Thành về việc giới thiệu người kế nhiệm tên là Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Phúc lấn án Trọng, bài viết do Người Buôn Gió biên soạn, Quang Trường trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bình luận có tựa đề Hung tút Tổng cục 2 phò Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc chiến triệt hạ phe cánh. Để thực hiện những toan tính ở Đà Nẵng, ngoài việc dùng các tay chân ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Xuân Phúc còn sử dụng triệt để các miếng đánh chọc hậu chết người của ngành tình báo thông qua mối lương duyên với Phạm Ngọc Hùng, tức là Hùng Tút, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội. Phạm Ngọc Hùng là dân Quảng Trị nhưng lại không có sự cương trực, nóng nảy cay như ớt của người miền Trung, mà độ lưu manh của Hùng Tút đến nỗi Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người đưa Hùng Tút lên thay mình nắm Tổng cục 2 đã phải thốt lên rằng mình là thằng lưu manh từ nhỏ nhưng vẫn phải gọi thằng Hùng Tút bằng thầy. Do học kém, lười suy nghĩ, không khả năng nghiên cứu, hàng ngày Hùng Tút đến cơ quan chừng 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ thì chuồn, nên có tên gọi là Hùng Tút. Chính vì vậy, hầu hết tướng lĩnh quân đội rất ghét và khinh Hùng Tút. Một nhân vật không thể thiếu đó là Thân Đức Nam, tên tham lam và giàu bậc nhất Quảng Đà. Có họ hàng với nhà vợ của Hùng Tút, bằng sự lọc lõi của con buôn, Thân Đức Nam đã đầu tư rất nhiều cho Nguyễn Xuân Phúc. Tiền cướp được từ các dự án, Thân Đức Nam đã chi rất nhiều tiền cho Nguyễn Xuân Phúc để mua phiếu mỗi lần có bầu cử hay bổ nhiệm. Ngay khi Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu làm Thủ tướng, Thân Đức Nam đã giới thiệu Hùng Tút cho Nguyễn Xuân Phúc. Mặc dù biết rõ Hùng Tút ôm chân Nguyễn Tân Dũng nhiệm kỳ trước, nhưng Nguyễn Xuân Phúc vẫn rất vui vẻ dang rộng vòng tay đón Hùng Tút và hứa hẹn cho Tổng cục 2 một số dự án đầu tư trang thiết bị, tạo điều kiện cho Hùng Tút có thể kiếm trác. Để tỏ rõ sự trung thành, Hùng Tút đã thề thốt sẽ tuyệt đối chỉ trung thành với Thủ tướng. Cả Tổng cục Tình báo Quân đội đứng đằng sau lưng, sẵn sàng nhận lệnh Thủ tướng. Có thể nói ông Nguyễn Xuân Phúc, Thân Đức Nam là cặp bài trùng từ nhiều năm qua. Tất nhiên đây không phải là tình cảm anh em tri kỷ, mà là cặp quyền và tiền, hợp tác làm ăn đôi bên cùng có lợi. Trong tâm khảm thì Thân Đức Nam chẳng coi Nguyễn Xuân Phúc ra gì,
Bởi trong con mắt của kẻ buôn vua bán chúa như thân Đức Nam, thì cái gì có thể mua được bằng tiền, sai khiến bằng tiền, thì cũng chỉ là thằng làm thuê mà thôi. Và lần này, món hàng đắt giá của cặp đôi này là Hùng Tút, Tổng cục 2. Nói qua, toàn bộ cơ cấu của Tổng cục 2 là một tổ chức hoạt động mật. Những tin tức nội bộ thường được giữ hết sức kín. Thông tin bị rò rỉ ra ngoài chẳng qua là vì họ đã quá tham lam lộ liễu, chỉ biết lo vơ vét làm giàu cho lãnh đạo, gia đình và vây cánh. Còn những người từng hy sinh cho Tổng cục 2 lại bị trở mặt trù dập thành nạn nhân. Tức nước vỡ bờ, nhờ vậy nhân dân mới biết đến vương triều Tổng cục 2 nằm trong quân đội. Trong đó Phạm Ngọc Hùng là tên cầm đầu, đằng sau đó còn bao nhiêu tay chân bồ hà, con ông cháu cha, gia đình, họ hàng, bạn bè, chân tay thân tín phức tạp, được Hùng Tút đưa vào để thao túng. Trong vụ A10 nổi tiếng nghe lén điện thoại của các ủy viên trong Bộ Chính trị, Tổng cục 2 được lệnh thi hành, Đặng Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh và Hùng Tút là người thực hiện và hùa theo Lê Đức Anh để cùng lật đổ Lê Khả Phiêu. Chính vì có công tài trời ấy, nên vào cuối năm 2001, Nguyễn Chí Vịnh được phong danh hiệu anh hùng, thăng quân hàm thiếu tướng, còn Phạm Ngọc Hùng phong lên đại tá. Để tiêu diệt Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Xuân Phúc đã lệnh cho Hùng Tút chỉ đạo Cục 11, đơn vị điệp báo chiến lược bất hợp pháp đứng chân ở miền Trung, Tây Nguyên, phối hợp với Huỳnh Đức Thơ và các công ty bình phong sử dụng những món nghề xấu xa nhất như mua chuộc, hù hóa, mỹ nhân kế, đe dọa, nghe lén, bí mật điều tra theo dõi Nguyễn Xuân Anh và một số cán bộ cấp cao, lãnh đạo qua các thời kỳ của Đà Nẵng, bất chấp khi đó Nguyễn Xuân Anh đang là Ủy viên Trung ương và các lãnh đạo Đà Nẵng khác đều thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Nhằm chứng minh sự trung thành với Nguyễn Xuân Phúc, Hùng Tút đã dùng bộ máy tình báo trắng trợn tung tin xuyên tạc các lãnh đạo Đà Nẵng qua các thời kỳ, trong khi các ông đó và gia đình sạch sẽ hàng nghìn lần so với Nguyễn Xuân Phúc. Và đó là lý do tại sao Phạm Ngọc Hùng và Huỳnh Đức Thơ cùng có mặt tại lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì của Cục 11 vào chiều ngày 2 tháng 7 và Lữ đoàn 74 của Tổng cục 2 đóng tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, đón nhận huân chương công hạng 3 vào chiều ngày 20 tháng 3 tại Đà Nẵng. Điều cáng và nham hiểm hơn, chính Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Hùng Tút đưa gái vào cài Bùi Cao Nhật Quân, con trai của Bùi Thành Nhơn, ông chủ của Novaland, rồi quay phim chụp ảnh và chuyển ra bên ngoài tung lên mạng gây chấn động giới bất động sản và showbiz Việt. Bùi Thành Nhơn Novaland, một kẻ lọc lõi trong làm ăn đã ngửi được mùi tử khí, nên đã 4 lần mang 10 triệu USD đến nhà Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội để xin được ôm chân Thủ tướng. Bùi Thành Nhơn cũng đã thông qua thân Đức Nam để xin gặp Hùng Tút, và sau khi nhận đủ 2 triệu USD, thì Hùng Tút đã ôm Bùi Thành Nhơn rất chặt và tuyên bố, chúng ta là anh em một nhà. Trả ơn Hùng Tút, Nguyễn Xuân Phúc đã cho Tổng cục Tình báo Quân đội vài dự án để Hùng Tút mặc sức chia phần cho đám chân tay. Thật dễ hiểu vì sao trong buổi đến thăm Tổng cục 2 vào ngày 23 tháng 1, Nguyễn Xuân Phúc lại nhấn mạnh, tình báo quốc phòng phải thực sự trở thành lực lượng quan trọng tham gia vào lĩnh vực kinh tế. Thật khó mà tưởng tượng được cảnh đôi bên cùng có lời. Ông Thủ tướng chỉ cần ra lệnh một câu là đã kiếm được 10 triệu USD và kết nạp được một đại gia giàu nứt đố đổ vách làm đệ tử. Còn Hùng Tút thì làm một kế hoạch kiếm được 2 triệu USD và thêm một người anh em một nhà giàu có. Đất nước sẽ đi về đâu khi một Thủ tướng chính phủ bất chấp mọi thủ đoạn, vi phạm nguyên tắc đảng để tiêu diệt đối thủ chính trị, để có thêm quyền và tiền. Chủ quyền lãnh thổ sẽ ra sao khi một Tổng cục trưởng Tình báo Quân đội không làm tình báo để thu thập tin tức kẻ thù ngoại bang, bảo vệ đất nước khi biên giới và hải đảo đang ngày càng phức tạp, khó lường, mà chỉ lo điều tra nội bộ phục vụ mưu hèn kế bẩn cho chính trị gia và tống tiền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần bình luận của tác giả Vũ Thanh Hà. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần bình luận có tựa đề Liêm chính và kiến tạo gì? Bài viết của blogger Người Buôn Gió. Đã một năm Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, thành công duy nhất của Phúc được các bồi bút ca ngợi là cải cách hành chính, thủ tục với số lượng công việc khổng lồ trong vòng mấy tháng. Trong khi đó, đời Thủ tướng trước là Nguyễn Tân Dũng mất cả năm không làm được. Đây là điểm duy nhất các tay bồi bút xoáy vào để tâng bốc Phúc lên cao. Có thật Phúc cải cách thủ tục hành chính hay không? Cái này là có. Đúng như các tay bồi bút ca ngợi, Phúc nỗ lực cải cách thủ tục hành chính chỉ trong vài tháng
và còn đang nỗ lực để cải cách bỏ nhiều giấy phép, thủ tục hành chính khác nữa. Nhưng chưa mấy ai đặt câu hỏi, Phúc cải cách thủ tục gì, đối tượng được lợi nhờ những cải cách này là ai? Động cơ nào khiến chính phủ Phúc Nghèo làm việc khẩn trương, nhanh chóng và tận tụy đến thế? Những gì Phúc cải cách là chính sách thu hút đầu tư vốn trực tiếp của nước ngoài. Bởi thế chúng ta không thấy doanh nghiệp nào trong nước ca ngợi rằng họ được lợi nhờ những chính sách cải cách của Phúc Nghèo, bởi đối tượng được lợi trong chương trình cải cách này không phải là những doanh nghiệp trong nước, mà có khi trái lại họ là những nạn nhân. Việt Nam nợ nước ngoài hàng trăm tỷ USD, theo con số thống kê của chính phủ là khoảng 110 tỷ USD. Khi làm thủ tướng, Phúc đã cho các bồi bút nhấn mạnh vào số nợ này là do đời thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trước đó để lại. Nhưng Phúc giấu biệt khoảng 250 tỷ USD vốn nhà nước có trong các doanh nghiệp. Họp Quốc hội vào ngày 9 tháng 6 năm 2017, đại biểu Nguyễn Bắc Sơn, một đàn em của Phúc, đã tố cáo nhiều thế lực ngăn cản, làm chậm tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tức là có thế lực đã cản trở việc bán phần vốn của nhà nước trong doanh nghiệp. Nguyên nhân của việc cản trở này được cho là những thế lực đang nắm số vốn này lo sợ bị bán, họ sẽ không còn quyền lực gì. Nói thế này để dễ hình dung, nhà nước Việt Nam có 250 tỷ USD trong các doanh nghiệp ở dạng cổ phần. Giờ Nguyễn Xuân Phúc muốn bán chỗ cổ phần này lấy tiền mặt. Cái thủ tục ông ta cải cách được các bồi bút ca ngợi đó là những thủ tục giúp cho nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng mua được số vốn của nhà nước Việt Nam ở các doanh nghiệp trong nước. Đặc biệt nhờ những cải cách của Phúc, ngay lập tức các nhà đầu tư Trung Quốc đổ tiền ồ ạt vào Việt Nam. Rất nhiều chuyên gia kinh tế đã cảnh báo việc để Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn như vậy sẽ nguy hiểm cho an ninh và kinh tế, chính trị Việt Nam. Như chuyên gia Phạm Chi Lan, Trương Đình Tuyển, Viện trưởng Kinh tế Trần Đình Thiên đều bày tỏ lo ngại, trong đó có lo ngại các doanh nghiệp Trung Quốc đã qua, mang tiếng với dòng chữ Made in China và họ có thể mượn danh Made in Việt Nam để đánh lừa thế giới, và những ảnh hưởng về môi trường độc hại mà các nhà đầu tư Trung Quốc để lại trên đất Việt Nam. Nếu những ý kiến về chính trị trái chiều được gắn mác phản động, thì những ý kiến của các chuyên gia kinh tế trên đã bị Nguyễn Bá Sơn, đàn em của Phúc Nghèo, quy kết là tội cản trở chính sách kinh tế của Đảng và Chính phủ. Chính phủ kiến tạo của Phúc Nghèo là làm mọi cách làm sao nhanh nhất bán tống bán tháo vốn nhà nước trong các doanh nghiệp cho các nhà đầu tư Trung Quốc để lấy tiền mặt. Kiến tạo của Phúc là đe dọa, thanh tra bỏ tù các quan chức được giao quản lý số vốn này mà không có ý cưỡng. Kiến tạo của Phúc Nghèo là hứa bảo đảm tiền đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc qua ví dụ bảo vệ Formosa và trấn áp biểu tình ở Hà Tĩnh bằng nhiều thủ đoạn hèn hạ và tàn bạo, kể cả đánh đập, bỏ tù, vu khống giáo dân, linh mục. Kiến tạo là bỏ đi những quy định khắt khe về an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế và môi trường, văn hóa, để các nhà đầu tư Trung Quốc hài lòng bỏ tiền đầu tư. Không những vu khống người dân, các chức sắc tôn giáo, chính phủ kiến tạo của Phúc Nghèo còn vu khống cả những chuyên gia kinh tế uy tín có tâm với đất nước giữa hội trường quốc hội, gọi họ là những kẻ cản trở chính sách. Một chính sách nói đúng ra là một chính sách bán nước với giá rẻ mạt cho kẻ thù truyền kiếp, nhưng được Đảng Cộng sản Việt Nam che đậy gọi là thu hút đầu tư với Trung Quốc, một nước anh em hữu nghị nồng thắm và tin cậy. Bán phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp cho Trung Quốc với những cải cách ưu đãi, thuận tiện và nhanh chóng. Sau đó bảo vệ mọi giá cho các doanh nghiệp Trung Quốc dù có làm sai trái nghiêm trọng như gây chết người, gây thảm họa. Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ làm những kẻ chóp bu lãnh đạo Trung Quốc hài lòng và che chở về số phận chính trị, tạo dựng cho quyền lực tột cùng ở Việt Nam.